Hello chào con nhá. Đây rồi, à, con đang chờ con này, Bình này, Khánh này, Mạnh, Ngọc Huy, Phương Vi, chào con Ngọc Anh với cả Minh Hoàng nhé. Ở gặp trước ấy, thì chúng mình đang học tài liệu bản số 2 nữa, Algebraic Operations. Đó, các phép tính liên quan đến đại số. Ok, chúng ta sang phần vấn đề luôn các bạn. Part D, Generalizing Arithmetic nha. Là kiểu như là tổng quát hóa cái biểu thức số học, xem nào. To find the algebraic expression for many real world situations, we first think in terms of numbers or numerical cases, yeah, để tìm một cái biểu thức đại số cho những cái trường hợp thực tế đó, những cái tình huống thực tế. Chúng ta thường hay nghĩ đến các số hoặc là các cái trường hợp liên quan đến số. We then proceed to more general cases. Sau đó chúng ta thường hay là nghĩ đến những cái bài toán tổng quát hơn, general cases. Đó. Và for example, suppose we are asked to find the total cost of X books, which X cost Y euros. Giả sử chúng ta đang được hỏi về tổng tiền của x quyển sách, mỗi quyển có giá là y đô la. We could start by finding the total cost of 5 books, which equals 10 euros. Tức là thay vì mình đi làm bài toán tổng quát luôn, thì mình sẽ bắt đầu với cả một cái bài toán thực tế một tí nữa. Đó, ví dụ mấy quyển sách và với giá tiền cụ thể là bao nhiêu. Thì con biết đấy, với những cái trường hợp thực tế này này, trường hợp cụ thể này, đây chính là những cái bài toán mà con được học ở hồi lớp bé. Đúng rồi, đó, hồi lớp bé là sẽ không có x, y mà sẽ cho luôn con là 5 quyển sách, mỗi quyển là 10 đô, 10 euro chẳng hạn thế nữa nè. Đó, rồi, sau đó là từ cái trường hợp cụ thể đó, chúng ta bắt đầu khái quát lên. We multiply the two quantities and so the total cost x books at y euro, h is x times y euro, equals x y euro, đúng không? Đó, dân với nhau thôi, không có gì khó. Nè, hãy cho mình thử xem có bài nào hay để làm nha. Chúng ta sẽ làm bài số 9 đi, ở đây, bài số 9 nè. Question 9. A lorry driver travels at an average speed of 80 km per hour for 5 hours. How far has the driver traveled? Rồi con trả lời cho thầy câu A và câu B luôn nhé. Câu A và câu B luôn. Bài này dễ quá, đơn giản quá nhỉ con nhỉ. Không có gì khó. Right, to find the distance a lorry travels, we take the speed times the times. Nhưng chúng ta lấy vận tốc nhân với thời gian thôi. Gần vận tốc nhân thời gian ra quãng đường. Rất đơn giản, 400 con. 400 km. Và tương tự như vậy với câu B, đơn giản quá, thầy cứ tưởng là nó khó nhưng mà nó dễ quá nên tôi chuyển qua nhé. Right, part E, algebraic substitutions là cái sự thay thế, sự thay phép thế ở trong đại số ấy. Ý là họ cho mình một cái biểu thức đại số. Họ mình sẽ thay những cái giá trị cụ thể, ví dụ B bằng 5 này, H bằng 2 này, đúng nhỉ? Vào trong cái biểu thức đó để tìm giá trị của biểu thức đấy. To evaluate the mathematical expressions, we find its value for particular numerical substitutions of the variables or unknowns. Yeah. Để tính một biểu thức toán học thì chúng ta sẽ tìm giá trị của nó ở những cái trường hợp cụ thể, thay những cái giá trị cụ thể của các biến hoặc là những giá trị chưa biết vào. Chủ yếu là con lưu ý cái từ substitute nha. Substitute là kiểu thay thế đấy. Sang phần F nữa con ơi. Collecting like terms, kết hợp các cái phần tử giống nhau, kết hợp các phần tử giống nhau lại với nhau. Like terms are algebraic terms which contain the same variables to the same indices. Những cái phần tử giống nhau được gọi là like terms. Đó là những cái phần tử mà cùng chứa các ẩn như nhau và các cái ẩn đó thì cùng có indices như nhau, tức là cùng có số mũ như nhau. Đúng không? Ví dụ là cái này có x thì cái kia cũng có x, cái này có xy thì cái kia cũng có xy. Đúng không? Đây. 2xy và -2y đó là được gọi là các like terms. Còn A bình và -3a thì không được gọi là like terms mà gọi là unlike terms. Bởi vì là số mũ nó khác nhau, một cái A bình phương, một cái là A. Các cái phần tử được gọi là like term ấy thì có thể kết hợp lại với nhau, nó collecting like terms. Trong tiếng Anh người ta gọi là collecting like terms. Ok, thì chúng ta sang phần G luôn nhé, lướt qua nhanh nhé. Part G, product and quotient simplifications nhé. Làm đơn giản, tích và thương đúng này. Đó, tối giản tích và thương đấy. The product of two factors is found by multiplying them together. Tích của hai cái thừa số được tìm thấy bằng cách là nhân chúng với nhau. Tích của hai thừa số thì tất nhiên là chỉ trả nhân thì sao, đúng nè. Rồi, chuyển nhé. Alright, with practice, you should be able to do these mentally. The following procedure may help you consider factors. Rồi, ý họ là bằng việc là con tính luyện tập nhiều ấy, thì chúng ta có thể là làm những cái phép tính này bằng cách tính nhầm thôi cũng được, cũng ra được. Quotients. The quotient of two factors is found by dividing the first by the second. Thương số của hai số đi, có hai biểu thức thì được tìm thấy bằng cách là chia cái đầu tiên cho cái thứ hai. The result is an algebraic fraction. Kết quả thu được sẽ là một cái phân số đại số. Trong phân số có chứa x, y, z các thứ, gọi là phân số đại số. Ví dụ là trên tử có mũ 4, dưới mẫu có mũ 2 thì mình sẽ bớt cả tử và mẫu đi hai đơn vị, đúng không?
rồi thành x mũ 2, ví dụ thế. Thương của hai lũy thừa đi, thương của hai lũy thừa sẽ bằng lũy thừa của hiệu thì đúng hơn, đúng nhỉ? Ví dụ x mũ 5 trên x bình phương thì bằng x mũ 5 trừ 2, con biết rồi đúng không? Và nằm quá chắc rồi đúng không? Đây chính là cái mà thầy chúng mình vừa nói. X mũ m trên x mũ n thì chắc chắn rồi, sẽ bằng x mũ m trừ n. Không có gì nói thêm ở phần đó. Đơn giản quá. Rồi, step 3 thì cho mình cũng sẽ ôn lại về một phần rất là quen thuộc với con. Percentage nhỉ, nói lại một chút nhé. Đây là những phần mà các con sẽ học trong ôn lại trong phần này. Percentage, phần trăm, con. The unitary matrix of percentage. Finding a percentage of a quantity, right? Percentage increase or decrease, tăng hoặc giảm, right? Percentage change using a multiplier. Finding the original amount, tức là đi tìm cái lượng gốc ban đầu. Simple interest, những bài toán mà có liên quan đến lãi suất. Compound interest, rồi lãi gộp. Ok, hình xuống bên dưới nè. Percentages are commonly used every day around us. We may see headlines like imports now tax at 10%, earn 6.5% on the on your money, 65% of children are overweight, blah, blah, blah. Đại loại ấy, là con thấy là cái phần trăm là một kiến thức toán mà xuất hiện rất là nhiều trong thực tế cuộc sống. Kể cả ví dụ gần đây là ví dụ liên quan đến Covid chẳng hạn, cũng có những con số liên quan đến phần trăm, họ cũng nói đến phần trăm luôn. Ví dụ như là tỷ lệ người mà nhiễm Covid mà bị tử vong là bao nhiêu phần trăm này, hoặc là tỷ lệ người trung niên, những người thanh niên mà bị mắc bệnh nhiễm Covid thì bao nhiêu phần trăm này, ví dụ thế. Để trong cuộc sống thì có rất nhiều những cái trường hợp mà sẽ dùng đến phần trăm để biểu thị số liệu, đúng không? Đây một bài toán mở đầu. Opening problems. Roger's racket specialized in selling tennis racket. The owner Roger purchases 120 rackets for 80 each. He applies a profit margin of 70% to the racket, but finds he cannot sell any at that price. Consequently, he has a 15% discount sale. Consider the question below. A. What was the price of each racket before the sale? Rồi con, thầy cho mình trả lời luôn nhé. Xem nào. Cửa hàng Racket Rogers thì bán vợt tennis. Và cái người chủ sở hữu tên là Rogers mua 120 cái gậy. Cái vợt ấy nhỉ? 120 cái vợt. Với giá là $80 một cái. Và anh ấy là đặt ra cái mức lợi nhuận này, con đặt ra mức lãi là 70%, nhưng mà không thể gọi là không thể đạt được cái mục tiêu đó, bởi vì không thể bán được với cái giá, với cái mong muốn như vậy. Do đó là anh ấy giảm khuyến mại 15%, discount 15%. Ok, câu A này, con này. What was price, là giá tiền của mỗi cây gậy trước khi, or before the sale, là bao nhiêu tiền cho con? A few moments later, mua 80 đô mà muốn lãi được 70% ấy, con, thì cái giá bán sẽ là $80 at 0.7 of 80. Ngoài giá gốc ra thì phải bán được cái giá cao hơn 0.7 hoặc là 70% của giá gốc, đúng không? Đó, con tính cái phép tính này ra là sao? Hoặc là tính nhanh là bằng 80 nhân 1.7 luôn, chính xác. Mà con 80 times 1.7. Đó. Rồi B. What was the price of each racket after discounting? Cũng rất đơn giản, đúng không? Giá tiền của một cái gậy là bao nhiêu sau khi giảm giá? Chúng ta sẽ lấy cái số đứng ở câu A nhân với 0.85 và ra, bởi vì là giảm 15% mà. Alright, let's see. What was the percentage profit made on the course price of each racket? Phần trăm lợi nhuận tạo được từ mỗi một cái cây gậy, cái vợt mà tennis là bao nhiêu? Đặt ra mục tiêu là lãi 70%, nhưng vì giảm đi 15% rồi thì bây giờ lãi được bao nhiêu so với giá gốc? 80 times 1.7. Đây là câu A. Còn cái số 136, đúng nhỉ? $136 là giá tiền của cái cây gậy. Và sau khi giảm giá này là câu B. 136 times 0.85 equals 115.6 115.6 đô. Bây giờ muốn xem là nó lãi bao nhiêu so với giá gốc thì cho mình sẽ lấy gì? Alright, $115.6 minus $80, and then we chắc chắn nó chia 80 rồi. Chia ra giá gốc để xem là lãi được bao nhiêu phần trăm so với giá gốc. Lãi được 44.5% thôi. 44.5%. Right, D. If 80% of the racket was sold in the sale, how much profit were made? Nếu 80% cái vợt này được bán ở trong cái mùa giảm giá, vậy tiền lãi thu được là bao nhiêu? 120 cái mà bán được bán 80%, 80% của 120 là bán được 96 cái. 96 cái mà mỗi cái lãi được 35.6, đúng không? 35.6. Do vậy chúng ta có thể dễ dàng tính được là cái tiền lãi thu được từ 96 cái gậy, bán được 96 cái gậy này trong mùa giảm giá, in the sale. Rồi, ok con ơi, để cho mình xuống bên dưới nhé. Part A, percentage, phần trăm thì rất là quen thuộc với con rồi, nên chúng ta cũng sẽ lướt qua nhanh thôi. Alright, we use percentages to compare an amount with a whole, which we call 100%.
chúng ta sử dụng phần trăm để so sánh một cái lượng nào đó với một cái a whole, một cái trọn vẹn, một cái đầy đủ. Chúng ta gọi cái trọn vẹn đầy đủ đó là 100%, và chung quy lại tổng x phần trăm tức là x phần 100, x phần trăm tức là x chia cho 100. Chúng ta sẽ làm thử bài này xem có gì hay không. Question 6. Major score 32 out of 40 for a math test and 41 out of 55 for a silent test. For which test did she score a lower percentage? Ủa, đơn giản quá. Chúng ta sẽ so xem là toán thì làm được bao nhiêu phần trăm này, đúng nhỉ? Science làm được bao nhiêu phần trăm này, đúng nhỉ? Và so xem là cái môn nào thì được cái phần trăm thấp hơn, lower percentage. Đơn giản rồi, chuyện thôi. Unitary method in percentage. Xem là đây là phương pháp gì mà sao nghe có vẻ từ này hơi lạ lạ nhỉ? Kiểu như là con hình, nhưng mà cái tài liệu này họ giảng rất là kỹ. Thực ra cái phương pháp được gọi là unitary này đơn giản chỉ là để tính một cái lượng phần trăm nào đó thì họ sẽ tính bắc cầu thông qua 1%, đúng nhỉ? Đó, tính 1%, rồi ví dụ đề bài yêu cầu tính 16% hoặc là 15% thì mình nhân lên thôi. Bình thường cái từ unit là đơn vị, đơn vị một cái như kiểu một đơn vị đấy. Unit, phương pháp tính theo đơn vị đi, dịch như vậy đi. Thực ra thì chúng ta thường hay tính một tỷ lệ thuận luôn, nhân chéo chia ngang ra luôn, đôi khi chúng ta không cần thông qua cái trung gian ở giữa là 1% nữa cũng được. Alright, question 6. In the local high school, 18% of the students play football and 32% play netball. If 126 students play football, how many students attend the school? 126 bạn thì chơi bóng đá, thì thường là thầy trò mình sẽ lấy 126 chia cho 18% luôn, chia cho 18 và nhân với 100% để ra được tổng số học sinh luôn. Và từ đó tìm số học sinh mà chơi netball ấy, gọi là netball, thì là chúng ta lấy 126 nhân 32 chia 18 luôn, đúng nhỉ? Tỷ lệ thuận luôn, chứ không cần thông qua cái 1% làm gì cho mất thời gian. Finding a percentage of a quantity, tìm phần trăm của một cái lượng nào đó, rất đơn giản, nhân vào thôi đấy, nhân trực tiếp luôn. Alright, 80.8% of Canada's population live in Ontario. The population of Ontario is 12.9 million. A, use the unitary method to find the population of Canada. Tuy nhiên, mặc dù là nó cơ bản ấy, tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà con trên lớp con học chương trình toán tiếng Anh và ví dụ gặp một bài toán mà nó yêu cầu mình như thế này, thì mình bắt buộc là phải tính 1%. Nhỉ? Bởi vì là nếu mà các con tính bắc cầu không thông qua 1% ấy, thì thực ra kết quả thì cũng đúng. Kết quả thì cũng đúng, nhưng mà nó không đúng yêu cầu. Không đúng yêu cầu của đề bài. Đề bài yêu cầu chúng ta sử dụng phương pháp này mà mình không dùng thì không được. Câu B là nếu mà 2.8% người dân Canada sống ở cái chỗ này, thì có bao nhiêu người thực tế sống ở cái chỗ này? Ý của họ là trên thực tế. Cái từ actually này cho mình dịch là trên thực tế thì có bao nhiêu người sống ở Nova Scotia. Đại loại là lấy cái 12.9 nhân với 2.8% thôi mà. Ok, chuyển nhé. Percentage increase and decrease. Phần trăm tăng hoặc giảm con ơi. Every day we face with problems involving money. Hàng ngày chúng ta đối mặt với những bài toán liên quan đến tiền. Cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia là, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Many of these situations involve percentage. Nhiều các tình huống mà phải liên quan đến phần trăm. For example, we use percentages to describe profit, loss and discount. Ví dụ chúng ta sử dụng phần trăm để miêu tả về lợi nhuận này, về tiền lỗ này, về discount và giảm giá này. Profit is an example of percentage increase. Tiền lãi là một trong những cái ví dụ về cái sự phần trăm tăng. Loss and discount are examples of percentage decrease. Tiền lỗ và tiền giảm giá là những cái ví dụ về phần trăm giảm. Profit and loss. Profit or loss is a difference between the selling price and the cost price of an item. Tiền lãi hoặc là tiền lỗ thì là hiệu số giữa giá bán, selling price, và cost price là giá mà mình, chi phí mà mình bỏ ra để đầu tư, chi phí mình nhập hàng, tiền mình mua hàng ấy. Đó. Lấy giá bán trừ đi giá nhập thì ra được tiền lãi hoặc lỗ. Lãi khi mà giá bán cao hơn giá nhập, lỗ khi mà giá bán thấp hơn giá nhập. Businesses make a profit by buying goods cheaply and then making up or increasing the price when they sell them. Các doanh nghiệp thì chắc chắn rồi, tạo ra lợi nhuận bằng cách là mua rẻ bán đắt. Question 7. A hardware store has a closing down sale. They advertise aluminum ladder at $256. If the wholesale or cost price of the ladder was $274, find the loss and express it as a percentage of the cost price. Rồi con tính thật nhanh, con thấy câu số 7 dễ rồi đúng không? A few inches later. Họ bán cái thang này, con bán cái thang này với giá là $256. Con nếu mà wholesale or cost price nhỉ? Cost price chính là giá chi phí nhập vào ấy. Chi phí nhập vào là $274. Đó, hãy tìm phần lỗ.
và biểu diễn nó bằng phần trăm của cái cost price, đúng nhỉ? Lấy cái 274 trừ 256 thì mình ra được phần lỗ. Rồi lấy phần lỗ chia cho 274 nhân 100%. Ở cái discount, đây là cái phần mà ai cũng mong muốn luôn. Trong cuộc sống ai cũng mong muốn discount đấy, đúng nhỉ? Right. A discount is a reduction in the max price of an item. Cái phần giảm giá discount thì là một cái sự giảm giảm ở trong cái max price, gọi là trong cái giá mà niêm yết đấy, tạm gọi là giá niêm yết đi. Giá ở tem nhãn mác ấy, giá nhập là một giá giá khác này, giá trên tem mác là một giá khác này, giá cuối cùng bán cho khách hàng ấy là một giá khác này. Đó, vì nó có khá nhiều từ nên con phải lưu ý cái đấy nhé. When retail store advertise sale, they offer a percentage of the max price of most good discount are often given to trick people as in encouragement to buy goods at a particular store. Rồi, giảm giá. Question 7. A supermarket employee buys groceries worth 7,600. Đơn vị này là có phải là yên không? Không biết đây có phải là, thầy cũng không dành cái đơn vị tiền tệ này lắm, nhưng thầy nghĩ là, thầy đoán là yên Nhật Bản đấy. Right, but is only track 7,030. Right, what employee discount did she receive? Mua đồ kỷ niệm luôn với giá là 7,600 và chỉ phải trả, đúng không nhỉ? Cái từ track luôn, track là kiểu trả tiền và chỉ phải trả, thanh toán có 7,030 yên thôi. Hỏi là cái số what employee discount did she receive, có được giảm giá bao nhiêu? Sao dễ vậy? Ngon, lấy 7,600 trừ đi cái này là ra mà. Ngon, thì phép trừ đấy, chuyển thôi. Part E. Alright, percentage train using a multiplier. If we increase an amount 30%, we will have 130% of the amount. So to increase an amount by 30%, we multiply by 1.3. So 1.3 is the multiplier. Ví dụ khi mà tăng 30% thì chúng ta sẽ nhân cái gốc ban đầu với 1.3, thì cái số 1.3 trong toán tiếng Anh người ta gọi là multiplier. Khi mà nói là kiểu một cái giá tiền mà tăng lên gấp rưỡi chẳng hạn, gấp rưỡi hoặc tăng lên gấp đôi, thì mình có thể nói là hệ số 2 đi, cũng khá là dễ hiểu luôn. Hệ số 2, hệ số gấp lên 2 lần. Question 11. A machine costing $80,000 loses value or depreciate at 10% per year. Find its value after 2 years. Cái máy này có giá là 80.000 đô và khấu hao 10% một năm. 10% một năm thì tức là 10 năm là nó hết rồi gì đó. Hãy tìm giá trị của nó sau 2 năm. Sau 2 năm thì nó sẽ giảm 20%. À, con sẽ lấy 80% nhân với 80.000 là sẽ bằng 64.000 đô. Sau 2 năm nó chỉ còn 64.000 đô thôi. Thì thường con ạ, nói lan man một chút thì khấu hao nó thường đến với cả những cái vật người ta gọi là tiêu sản. Hôm trước thầy mới đọc một bài báo rất là hay, gọi là tiêu sản và tài sản. Thầy hay xem cái chương trình gọi là chương trình Shark Tank ấy con. Con biết chương trình gì không? Shark Tank ấy. Đó, thì Shark Hưng ấy mới có một cái bài báo nói về, gọi là chia sẻ quan điểm về tiêu sản và tài sản. Tiêu sản là những cái thứ mà mình bỏ tiền ra mình mua nó, xong rồi mình phải nuôi nó, tiếp tục nuôi nó sau khi mua nó xong rồi nhé, mình tiếp tục phải nuôi nó. Còn tài sản thì là mình bỏ tiền ra mình mua nó, xong rồi nó nuôi mình. Ô tô là một trong những cái tiêu sản, mặc dù là nó chở mình đi thật đấy, nhưng mà thực ra là mình đang phải nuôi nó, mình phải đổ xăng cho nó này, mình phải bảo dưỡng bảo trì nó này, và tự bản thân nó cũng sẽ sụt giảm giá trị theo thời gian. Ví dụ một cái ô tô năm nay mua 1 tỷ, như thế nào, một tỷ, năm sau bán đi chỉ còn 950 triệu thôi, mặc dù là kể cả mới tinh. Thế thì tài sản ví dụ như là mua nhà này, ví dụ như là 1 tỷ đấy nhưng dành để mua đất chẳng hạn, mua đất mua nhà, thì con biết đấy, giá nhà đất thì thường là tăng theo thời gian mà, thông thường theo thời gian là nhà đất tăng lên, nên là nhà đất là một trong những cái được gọi là tài sản. 64.800 mà với thầy bấm tiếng nhỉ, Khánh nó ra là 64.800, có phải là vì 80.000 nhân 8 chia 10 thôi, hay là có phải Khánh con tính là kiểu như là từ năm thứ sau năm đầu tiên thì nó sẽ giảm 10% của cái giá còn lại à? Còn nếu mà mỗi năm giảm 10% ấy, thì là nó giảm còn 64.000 ấy. Tại vì là mỗi năm giảm 8.000 mà con, 10% là 8.000 đúng không? 2 năm giảm 16.000, lấy 80 trừ đi 16 là còn 64.000. Ok, thì hôm nay thì chắc là thầy cho mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại con vào tối thứ 2 tuần sau nhé. Ok, bye con nhé. Hẹn gặp lại con vào thứ 2. Bye bye.